Chương 13. Xác lập quyền đối với giống cây trồng 1. Một một. Xác lập quyền đối với giống cây trồng Điều 164. Đăng ký quyền đối với giống cây trồng 1. Để được bảo hộ quyền đối với giống cây trồng, tổ chức cá nhân phải thực hiện việc nộp đơn đăng ký bảo hộ cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng. 2. Tổ chức cá nhân có quyền đăng ký bảo hộ giống cây trồng sau đây gọi là người đăng ký, bao gồm A. Tác giả trực tiếp chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng bằng công sức và chi phí của mình. B. Tổ chức cá nhân đầu tư cho tác giả chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. C. Tổ chức cá nhân được chuyển giao thừa kế, kế thừa quyền đăng ký bảo hộ giống cây trồng. 3. Giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển triển do sử dụng ngân sách nhà nước hoặc từ dự án do nhà nước quản lý thì quyền đối với giống cây trồng đó thuộc về nhà nước. Chính phủ quy định cụ thể việc đăng ký quyền đối với giống cây trồng quy định tại khoản này. Điều 165. Đăng ký quyền đối với giống cây trồng. 1. Tổ chức cá nhân quy định tại điều 157 của luật này nộp đơn đăng ký quyền đối với giống cây trồng, sau đây gọi là đơn đăng ký bảo hộ trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam. 2. Tổ chức đáp ứng các điều kiện sau đây được kinh doanh dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng với danh nghĩa tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng. A. là doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ Việt Nam được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, trừ tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam. B có chức năng hoạt động dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động sau đây gọi chung là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 3. Người đứng đầu tổ chức hoặc người được người đứng đầu tổ chức ủy quyền phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoảng 4 và khoảng 5 điều này, được hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng. 4. Cá nhân được phép hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng nếu đáp ứng các điều kiện sau đây. A. Có chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng. B. Hoạt động trong một tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng. 5. Cá nhân đáp ứng các điều kiện sau đây được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng. A. Là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. B. Thường trú tại Việt Nam. C. Có bằng tốt nghiệp đại học. D đã trực tiếp làm công tác pháp luật về quyền đối với giống cây trồng liên tục từ 5 năm trở lên hoặc đã trực tiếp làm công tác thẩm định các loại đơn đăng ký quyền đối với giống cây trồng tại cơ quan quốc gia hoặc quốc tế về quyền đối với giống cây trồng liên tục từ 5 năm trở lên hoặc đã tốt nghiệp khóa đào tạo pháp luật về quyền đối với giống cây trồng được cơ quan có thẩm quyền công nhận D không phải là công chức viên chức đang làm việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền đối với giống cây trồng e đã đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra về nghiệp vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng do cơ quan có thẩm quyền tổ chức 6 chính phủ quy định cụ thể về đại diện hợp pháp nộp đơn và tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng điều 166 nguyên tắc nộp đơn đầu tiên đối với giống cây trồng 1 Trường hợp có từ hai người trở lên độc lập nộp đơn đăng ký bảo hộ vào các ngày khác nhau cho cùng một giống cây trồng, thì bằng bảo hộ giống cây trồng chỉ có thể được cấp cho người đăng ký hợp lệ sớm nhất. 2. Trường hợp có nhiều đơn đăng ký bảo hộ cho cùng một giống cây trồng được nộp vào cùng một ngày, thì bằng bảo hộ giống cây trồng chỉ có thể được cấp cho người nào đứng tên nộp một đơn duy nhất theo sự thỏa thuận của tất cả những người đăng ký. Nếu những người đăng ký không thỏa thuận được thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng sẽ xem xét để cấp bằng bảo hộ giống cây trồng trên cơ sở xác định người đầu tiên đã chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng đó. Điều 167. Nguyên tắc ưu tiên đối với đơn đăng ký bảo hộ. 1 Người đăng ký có quyền yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký bảo hộ được nộp trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký bảo hộ cùng một giống cây trồng tại nước có ký kết với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thỏa thuận về bảo hộ giống cây trồng. Ngày nộp đơn đầu tiên không tính vào thời hạn này. 2. Để được hưởng quyền ưu tiên, người đăng ký phải thể hiện yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên trong đơn đăng ký bảo hộ. Trong thời hạn chậm nhất là 3 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký, người đăng ký phải cung cấp bản sao các tài liệu về đơn đầu tiên được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và các mẫu hoặc bằng chứng khác xác nhận giống cây trồng ở hai đơn là một và phải nộp lệ phí. Người đăng ký có quyền cung cấp thông tin tài liệu hoặc vật liệu cần thiết cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thẩm định theo quy định tại điều 176 và điều 178 của luật này trong thời hạn 2 năm sau khi kết thúc thời hạn hưởng quyền ưu tiên hoặc trong thời hạn thích hợp tùy thuộc vào loài của giống cây trồng trong đơn sau khi đơn đầu tiên bị từ chối hoặc rút bỏ. 3. Đơn đăng ký bảo hộ được hưởng quyền ưu tiên thì ngày ưu tiên là ngày nộp đơn đầu tiên. 4. Trong thời hạn quy định tại khoản 1 điều này, việc nộp một đơn khác hoặc công bố hoặc sử dụng giống cây trồng là đối tượng của đơn đầu tiên không bị coi là căn cứ để từ chối đơn đăng ký bảo hộ được hưởng quyền ưu tiên. Điều 168. Bằng bảo hộ giống cây trồng và sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ. 1. Bằng bảo hộ giống cây trồng ghi nhận tên giống và loài cây trồng, tên chủ sở hữu quyền đối với giống cây trồng, sau đây gọi là chủ bằng bảo hộ. Tên tác giả giống cây trồng và thời hạn bảo hộ quyền đối với giống cây trồng. 2. Cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng ghi nhận việc cấp bằng bảo hộ và nội dung bằng bảo hộ vào sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ và lưu giữ các thông tin đó. Điều 169. Hiệu lực của bằng bảo hộ giống cây trồng. 1. Bằng bảo hộ giống cây trồng có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam. 2 bằng bảo hộ giống cây trồng có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết 25 năm đối với giống cây trồng thân gỗ và cây nho, đến hết 20 năm đối với các giống cây trồng khác. 3. Bằng bảo hộ giống cây trồng có thể bị đình chỉ hoặc hủy bỏ hiệu lực theo quy định tại điều 170 và điều 171 của luật này. Điều 170. Đình chỉ, phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng. 1. Bằng bảo hộ giống cây trồng có thể bị đình chỉ hiệu lực trong các trường hợp sau đây. A. Giống cây trồng được bảo hộ không còn đáp ứng điều kiện về tính đồng nhất và tính ổn định như tại thời điểm cấp bằng. B. Chủ bằng bảo hộ không nộp phí duy trì hiệu lực theo quy định. C. Chủ bằng bảo hộ không cung cấp tài liệu, vật liệu nhân giống cần thiết để duy trì và lưu giữ giống cây trồng theo quy định. D. Chủ bằng bảo hộ không thay đổi tên giống cây trồng theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng. 2. Trong các trường hợp quy định tại các điểm A, C và D khoảng 1 điều này, cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng ra quyết định đình chỉ hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng. 3. Trong trường hợp quy định tại điểm B khoảng 1 điều này, khi hết thời hạn nộp lệ phí duy trì hiệu lực, cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng ra quyết định đình chỉ hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng kể từ ngày đầu tiên của năm hiệu lực tiếp theo mà lệ phí duy trì hiệu lực không được nộp. 4. Trong trường hợp quy định tại điểm A khoảng 1 điều này, mọi tổ chức cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng đình chỉ hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng. Căn cứ vào kết quả xem xét đơn yêu cầu đình chỉ hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng và ý kiến của các bên liên quan, cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng ra thông báo từ chối đình chỉ hiệu lực bằng bảo hộ hoặc ra quyết định đình chỉ hiệu lực bằng bảo hộ. 5. Trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều này, cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng đăng thông báo trên tạp chí chuyên ngành và nêu rõ lý do đình chỉ Đồng thời gửi thông báo cho chủ bằng bảo hộ, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, chủ bằng bảo hộ có quyền gửi đơn đề nghị được khắc phục các lý do bị đình chỉ cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng và nộp lệ phí để phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nộp đơn chủ bằng bảo hộ phải khắc phục những lý do bị đình chỉ đối với các trường hợp quy định tại điểm B, C và D khoảng 1 điều này. Cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng xem xét phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ và thông báo trên tạp chí chuyên ngành. Trong trường hợp quy định tại điểm A khoảng 1 điều này, bằng hiệu lực bảo hộ giống cây trồng sẽ được phục hồi sau khi chủ sở hữu chứng minh được giống đã đáp ứng các điều kiện về tính đồng nhất và tính ổn định và được Cơ quan Quản lý Nhà nước về quyền đối với giống cây trồng xác nhận. Điều 171. Hủy bỏ hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng. 1. Bằng bảo hộ giống cây trồng bị hủy bỏ hiệu lực trong các trường hợp sau đây. A. Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng do người không có quyền đăng ký đứng tên. Trừ trường hợp quyền đối với giống cây trồng được chuyển lại cho người có quyền đăng ký. B. Giống cây trồng được bảo hộ không đáp ứng các điều kiện về tính mới hoặc tính khác biệt tại thời điểm cấp bằng bảo hộ giống cây trồng. C. Giống cây trồng không đáp ứng các điều kiện về tính đồng nhất hoặc tính ổn định trong trường hợp bằng bảo hộ giống cây trồng được cấp dựa trên kết quả khảo nghiệm kỹ thuật do người đăng ký thực hiện. 2. Trong thời hạn hiệu lực của bằng bảo hộ giống cây trồng mọi tổ chức cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng hủy bỏ hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng. Căn cứ và kết quả xem xét đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng và ý kiến của các bên liên quan, cơ quan tổ chức nhà nước về quyền đối với giống cây trồng ra thông báo từ chối hủy bỏ hoặc ra quyết định hủy bỏ hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng. 3. Trong trường hợp bằng bảo hộ giống cây trồng bị hủy bỏ, Mọi giao dịch phát sinh trên cơ sở giống cây trồng được cấp bằng bảo hộ đó bị vô hiệu. Việc xử lý giao dịch vô hiệu thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự. Điều 172. Sửa đổi, cấp lại bằng bảo hộ giống cây trồng. 1. Chủ bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thay đổi, sửa chữa sai sót liên quan đến tên và địa chỉ của chủ bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí lệ phí. Trong trường hợp những sai sót này là do cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng gây ra thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng phải sửa chữa, chủ bằng bảo hộ không phải nộp phí lệ phí. 2. Chủ bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng cấp lại bằng bảo hộ giống cây trồng trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng với điều kiện phải nộp phí lệ phí. Điều 173 Công bố quyết định liên quan đến bằng bảo hộ giống cây trồng. Quyết định về việc cấp cấp lại đình chỉ hủy bỏ sửa đổi bằng bảo hộ giống cây trồng được cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng công bố trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ra quyết định. Mục 2. Đơn và thủ tục xử lý đơn đăng ký bảo hộ. Điều 174. Đơn đăng ký bảo hộ. 1. Đơn đăng ký bảo hộ gồm các tài liệu sau đây. A. Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định. B. Ảnh chụp. Tờ khai kỹ thuật theo mẫu quy định. C. Giấy ủy quyền nếu đơn được nộp thông qua đại diện. D. Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu người đăng ký là người được chuyển giao quyền đăng ký. D. Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. E. Chứng từ nộp phí lệ phí. 2. Đơn đăng ký bảo hộ và các giấy tờ giao dịch giữa người đăng ký và cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng phải được làm bằng tiếng Việt. Trừ các tài liệu sau đây có thể được làm bằng ngôn ngữ khác nhưng phải được dịch ra tiếng Việt khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng yêu cầu. A. Giấy ủy quyền. B. Tài liệu chứng minh quyền đăng ký. C. Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên. D. Các tài liệu khác để bổ trợ cho đơn. 3. Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên của đơn đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng gồm A. Bản sao đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan nhận đơn B. Giấy chuyển giao thừa kế, kế thừa quyền ưu tiên nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác 4. Mỗi đơn chỉ được đăng ký bảo hộ cho một giống cây trồng Điều 175 Tiếp nhận đơn đăng ký bảo hộ ngày nộp đơn 1. Đơn đăng ký bảo hộ chỉ được cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng tiếp nhận khi có đủ các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều 174 của luật này. 2. Ngày nộp đơn là ngày đơn được cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng tiếp nhận. Điều 176. Thẩm định hình thức đơn đăng ký bảo hộ. 1. Cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thẩm định hình thức đơn trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đơn để xác định tính hợp lệ của đơn hai đơn đăng ký bảo hộ được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau đây a đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức theo quy định b giống cây trồng nêu trong đơn không thuộc loài cây trồng có tên trong danh mục loài cây trồng được bảo hộ c đơn do người không có quyền đăng ký nộp kể cả trường hợp quyền đăng ký thuộc nhiều tổ chức cá nhân nhưng một hoặc nhiều người trong số đó không đồng ý thực hiện việc đăng ký 3. Cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thực hiện các thủ tục sau đây. A. Thông báo từ chối chấp nhận đơn đối với các trường hợp quy định tại điểm B và điểm C khoảng 2 điều này, trong đó nêu rõ lý do từ chối. B. Thông báo cho người đăng ký khắc phục những thiếu sót trong trường hợp quy định tại điểm A khoảng 2 điều này và ấn định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, người đăng ký phải khắc phục các thiếu sót đó. C. Thông báo từ chối chấp nhận đơn nếu người đăng ký không khắc phục thiếu sót hoặc không có ý kiến xác đáng phản đối thông báo quy định tại điểm B khoản này. D. Thông báo chấp nhận đơn yêu cầu người đăng ký gửi mẫu giống đến cơ sở khảo nghiệm để tiến hành khảo nghiệm kỹ thuật và thực hiện thủ tục quy định tại điều 178 của luật này. Nếu đơn hợp lệ hoặc người đăng ký khắc phục thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiến xác đáng phản đối thông báo quy định tại điểm B khoản này Điều 177. Công bố đơn đăng ký bảo hộ. 1. Trong trường hợp đơn được chấp nhận hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng công bố đơn hợp lệ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đơn được chấp nhận. 2. Nội dung công bố đơn gồm số đơn, ngày nộp đơn, đại diện nếu có, người đăng ký, chủ sở hữu, tên giống cây trồng, tên loài cây trồng, ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ. Điều 178. Thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ. 1. Cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thẩm định nội dung đối với đơn được chấp nhận là hợp lệ. Nội dung thẩm định bao gồm: a. thẩm định tính mới và tên gọi phù hợp của giống cây trồng; b. thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật đối với giống cây trồng. 2. Khảo nghiệm kỹ thuật là tiến hành các thí nghiệm nhằm xác định tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống cây trồng. Việc khảo nghiệm kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức cá nhân có năng lực tiến hành khảo nghiệm giống cây trồng thực hiện theo quy định của Bộ Công nghiệp và Phát triển nông thôn. Cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng có thể sử dụng kết quả khảo nghiệm kỹ thuật đã có trước đó. 3. Thời hạn thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật là 90 ngày kể từ ngày nhận được kết quả khảo nghiệm kỹ thuật. Điều 179. Sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ. 1. Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thông báo từ chối cấp bằng bảo hộ giống cây trồng hoặc quyết định cấp bằng bảo hộ giống cây trồng, người đăng ký có các quyền sau đây: a. sửa đổi bổ sung đơn nhưng không được làm thay đổi bản chất đơn đăng ký bảo hộ; b. yêu cầu ghi nhận thay đổi tên địa chỉ của người đăng ký; c. yêu cầu ghi nhận thay đổi người đăng ký do chuyển nhượng đơn theo hợp đồng hoặc thừa kế kế thừa. 2. Người yêu cầu thực hiện các thủ tục quy định tại khoản 1 điều này phải nộp phí lệ phí. Điều 180. Rút đơn đăng ký bảo hộ. 1. Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng quyết định cấp hay từ chối cấp bằng bảo hộ giống cây trồng, người đăng ký có quyền rút đơn đăng ký bảo hộ. Yêu cầu rút đơn phải được lập thành văn bản. 2. Từ thời điểm người đăng ký rút đơn đăng ký bảo hộ Mọi thủ tục tiếp theo liên quan đến đơn đó bị chấm dứt. Các khoản phí lệ phí đã nộp liên quan đến những thủ tục chưa bắt đầu tiến hành được hoàn trả theo yêu cầu của người đăng ký. Điều 181. Ý kiến của người thứ ba về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng. Kể từ ngày đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng được công bố trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng đến trước khi ra quyết định cấp bằng bảo hộ giống cây trồng Bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền có ý kiến về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng với cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng. Ý kiến phải được lập thành văn bản và kèm theo các tài liệu chứng cứ chứng minh. Điều 182. Từ chối cấp bằng bảo hộ giống cây trồng. Đơn đăng ký bảo hộ bị từ chối cấp bằng bảo hộ giống cây trồng trong trường hợp giống cây trồng không đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 176 và Điều 178 của luật này. Trong trường hợp từ chối cấp bằng bảo hộ giống cây trồng, cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thực hiện các thủ tục sau đây. 1. Thông báo về dự định từ chối cấp bằng bảo hộ giống cây trồng, trong đó phải nêu rõ lý do và ấn định thời hạn để người đăng ký khắc phục thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối dự định từ chối. 2. Thông báo từ chối cấp bằng bảo hộ giống cây trồng nếu người đăng ký không khắc phục được các thiếu sót và không có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối theo quy định tại khoản 1 điều này. 3. Thực hiện các thủ tục quy định tại điều 183 của luật này nếu người đăng ký khắc phục được các thiếu sót hoặc có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối quy định tại khoản 1 điều này. Điều 183. Cấp bằng bảo hộ giống cây trồng. Trong trường hợp đơn đăng ký bảo hộ không bị từ chối theo quy định tại điều 182 của luật này, và người đăng ký nộp lệ phí thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng quyết định cấp bằng bảo hộ giống cây trồng và phải ghi nhận vào sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ. Điều 184. Khiếu nại việc cấp hoặc từ chối cấp bằng bảo hộ giống cây trồng. 1. Người đăng ký và bất kỳ người thứ ba nào đều có quyền khiếu nại quyết định cấp hoặc từ chối cấp bằng bảo hộ giống cây trồng. 2 việc giải quyết khiếu nại quyết định cấp hoặc từ chối cấp bằng bảo hộ giống cây trồng được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo